Hello, xin chào anh em. Sau đây sẽ là một chương trình flash sale những sản phẩm của Nhật Bản rất là hấp dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ có hãng Onfa nè, Onishi nè, Wise nè và SK11. Đây là hàng Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản. Và những sản phẩm này là những sản phẩm chất lượng cao, nên giá nó cũng khá là hơi mắc. Nhưng mà ngày hôm nay anh em sẽ được cái cơ hội để mua những sản phẩm này với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Ok, và anh em đã sẵn sàng mua chưa? Hãy nhanh chóng truy cập vào website lalu.live. Lalu.live. Chương trình flash sale ngày hôm nay là Onfa Onishi qua nè. Ngay lúc này anh sẽ thấy đang có chương trình, thì đó là chương trình mà anh em đang xem. Và khi anh em truy cập vào website, click vào chương trình xem, và anh em chỉ cần vừa xem vừa mua hàng cực kỳ đơn giản, cả trên desktop và trên mobile đều có thể, anh em có thể mua được hết ha. Và anh em sẽ thấy mức giá giảm, mức giá giảm nó là bao nhiêu, chúng ta tiết kiệm bao nhiêu tiền mà chúng ta quyết định mua. Thao tác mua hàng cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần làm nó đơn giản, rất là đơn giản và cực kỳ nhanh luôn. Đó là cái ưu điểm khi mà anh em mua hàng flash sale qua lalu.fly. Đây là trang web mà anh em có thể mua hàng cách bình thường cũng được. Chứ là bình thường anh em mua không cần flash sale, anh em vẫn có thể mua trên lalu.fly được. Nhưng mà trên đó thì không có đầy đủ sản phẩm như trên website storelamoc.vn. Storelamoc.vn thì full, cái gì cũng có. Thì ở trên này thì nó chỉ có những chương trình nào mình đã livestream rồi, có sản phẩm đó rồi, anh em có muốn mua lại, anh em hãy vào mua. Nhưng lưu ý, không có khuyến mãi. Chỉ có khuyến mãi vào lúc đang livestream trong vòng 13 tiếng đồng hồ, ngay lúc này và sau 13 tiếng nữa. Anh em nhớ xem, còn có thể mua được, tức nghĩa là còn khuyến mãi ha. Còn hãy khuyên mua được mà có cái giá khuyến mãi nha, còn mua được bình thường khi anh em vô shop thì không có khuyến mãi. Rồi, ok, đã rõ ràng ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu xem 22 sản phẩm ngày hôm nay là gì. Vô đây anh em, sản phẩm này rất là đẹp nha anh em. Anh em muốn thích thì em hãy mua trong ngày hôm nay để chúng ta được có những sản phẩm rất là đẹp này. Rồi, cái nào cũng đẹp hết, cái nào cũng sướng hết. Do những sản phẩm này không có chỗ ghi nên mình phải xé những tờ giấy này mình dán là mình ghi. Sản phẩm số 1 trong chương trình ngày hôm nay đó là một cái cần chữ T lục giác bi như thế này của hãng Wise. Cái cần này là 8mm. 8mm, anh em sẽ thấy cái cần này rất là đẹp. Nó sẽ đưa vô rất là sâu. Cái chiều dài nó gần 30cm. Và cái đầu này là lục giác bi, anh em có thể mở được những cái con lục giác cực kỳ cứng cáp. Thiết kế này sẽ giúp là thiết kế hàng nặng, anh em thấy nó đúc bằng kim loại hết. Đây là anh em mở những cái con mà cứng đó là anh em mở thoải mái. Mã hàng là mã số 1 nha. Số lượng đặt số 1. Cái này chỉ có 2 cây thôi nha anh em, nên anh em là tranh thủ anh em mua nha, số lượng rất là ít luôn, chỉ có 2 cây thôi. Đó, mã số 1. Rồi, mã số 2 cũng là cái cây như vậy nhưng mà nó 6 ly. Cái hồi nãy của mình là 8 ly. Cái này thì thường những cái thước chúng ta hay dùng là 6, 8, 10. Là 4, 3. Đó, thì ở đây mình sẽ có 3 cái size cho anh em thôi. 6 ly. Mã đặt hàng là mã số 2 ha. Chúng chỉ có 2 cây thôi, rất là ít luôn. Rồi, mã đặt hàng số 3. Thì cái cây này là cây mini. Cây này rất là nhiều anh em chơi mô hình rất là thích. 2.5 ly. 2.5 ly là những anh em nào mà chơi mô hình, chơi máy bay hay chơi là tàu lửa, xe hơi mini rồi đó thì rất là tìm, tại vì nó nhỏ gọn và anh em có thể đưa vô những góc hẹp được và rất là cứng. Vấn đề là rất là cứng đó. Cái này thì cũng chỉ 2 cái thôi. Rồi, ba sản phẩm đầu tiên rất là hấp dẫn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ giới thiệu những sản phẩm tiếp tục cũng rất là hấp dẫn cho anh em luôn. Đây là cái gì đây? Đây là một cái đầu bấm, đầu bấm chữ U. Cái đầu bấm đinh này anh em có thể mua ngoài thị trường. Cái đầu này là đầu bấm đa năng, anh em có thể giới hạn được cái độ sâu luôn. Anh em hãy giới được độ sâu của cái chiều bấm của mình. Chúng ta hãy dùng để bấm gỗ vô gỗ hoặc là từ da vô gỗ. Lưu ý là mỏng thôi nha, tại vì nó sẽ có cái giới hạn kích thước của cái đinh ở đây. Rất là mạnh nha, anh em thấy cái này không cần dùng hơi, anh em có thể bắn được. Bắn lủng từ da qua hơi luôn. Những anh em mà làm về nẹp da hay là chúng ta làm những cái, chúng ta muốn làm cái rèm, cái cửa mà chúng ta bắn thẳng vô gỗ đó, thì anh em sẽ mua cái này giùm em bắn thẳng luôn. Giá bán là 591.000 một cái, 591.000. Hàng này là thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Đài Loan. Đài Loan Trung Quốc thì để mình coi kiểm tra lại. Tùy cái nha, hàng này sản xuất tại Đài Loan. Đó, mã đặt hàng là mã số 4 ha. Mã đặt hàng số 4 nha anh em. Đó, mình sẽ khuyến mãi cho anh em 2 cái. Rất là hot. Rồi, mã đặt hàng số 5 cũng là một cái kìm bấm như vậy, nhưng cái kìm này thì nó khác. Cái kìm này nó sẽ bấm được cái đinh từ 6, 8, 10 và 12, tức là độ dài đó, ba loại luôn. Là cái kìm này, cái kìm bấm này có thể làm được luôn. Nhưng mà nó không có chỉnh được cái lực ha. Nó không có chỉnh được cái lực bắn như là cái hàng kia. Cũng có cùng công dụng đó và cũng sản xuất tại Đài Loan luôn. SK11, mã là SMF01.
Đây 549 ngàn. Đây anh thấy là dù cái này nó bắn nó không được chỉnh lực nhưng giá nó tương đương với thằng kia luôn. Thằng kia 591, này là 549 ngàn. Mã đặt hàng là mã số 5. À, và cũng có hai cái thôi nha, số lượng rất ít. Rồi mã đặt hàng số 6, đây là một cái sản phẩm cực kỳ hot. Cây này là cây đầu bấm 2 trong 1. Anh em vừa có thể bấm hồi xưa mình giới thiệu cho chúng anh em rồi, tức là chúng ta vừa có thể bấm thẳng giống như như những cái hồi này hồi nãy giờ, vẫn hai chúng ta hay dùng để bấm kim tập này. Phải cho anh em xem anh em mới hiểu được. Đây à, tức là bình thường anh em bấm á là chúng ta hãy bấm là bấm thẳng xuống như vậy, chúng ta bấm thẳng xuống là chúng ta sẽ bấm được. Thứ hai á là chúng ta có thể xoay cái này xuống như thế này. Đây anh em mới nhét cái tờ giấy vô, anh em bấm được rất là sâu. À, 2 trong 1, chức năng đó là 2 trong 1, nên là cái kèm này á là khi mà 3 trong 1 luôn chứ không phải là 2 nữa. À, 3 trong 1 beauty. À, còn chức năng gì nữa ta, bấm thẳng xuống, bấm kẹp vô đó, 3 trong 1 đó. Để em coi chức năng số 3 là gì, mình chưa tìm hiểu. Khi mà mình đổi cái đầu này qua đây là số 2, số 3, số 3 là à, cái số 3 nó cũng y như số 1 mà anh em ơi. Số 3, số 1 là bấm từ trên xuống như thế này. À, số 2 là kẹp, và số 3 là bấm thẳng như thế này. Đó, anh em nghe tiếng tiếng bấm không? Rất là mạnh. Màu hồng dễ thương. À, màu hồng cực kỳ dễ thương luôn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ lại vô đây. Ở đây thì nó sẽ có cho sẵn cho mình một cái cây đinh, cái cuộn đinh như thế này. Anh em có thể mua bên ngoài để em gắn vô, hoặc là anh em có thể mua trực tiếp tại cửa hàng luôn. À, cửa hàng mình cũng có bán cái cây đinh này bán sẵn luôn ha. Đó. Rồi. Thì cái mã này giá bán là 315 ngàn ha. 315 ngàn, giá rất là rẻ. Mã đặt hàng là mã số 6. 315 ngàn, mã đặt hàng số 6. Sản phẩm này cũng được giảm giá hai cái, cũng là sàn sản xuất tại Đài Loan ha. SK11 là thương hiệu của Nhật Bản nha em, nhưng mà nhà máy nó là tại Đài Loan. Hàng này là dành cho phân khúc tầm trung à, chứ không phải là phân khúc cao cấp. Đây. Rồi mã đặt hàng là mã số 6. Hai cái luôn. Rồi mã đặt hàng số 7. Rồi bây giờ mình tiếp theo mã số 7 nha anh em. Mã số 7 là một sản phẩm rất là hấp dẫn đó. Rồi. Mã số 7 đó là một cái túi. Cái này là cái túi đeo hông để anh em có thể đựng kìm, kéo, tua vít, vân vân. Chúng ta có thể đựng trong này, nó có 3 ngăn. Làm bằng da phủ phía ngoài, hai bên đây là da, ở dưới giữa này là dạng như là bố, ở dưới là da, rất là đẹp. Anh em thấy nó cực kỳ đẹp luôn. Mã đặt hàng là mã số 7 ha. Mã số 7 nha anh em. Những cái này mình đảm bảo với anh em là giá bán bên mình là rẻ nhất trên thị trường luôn á, anh em có thể tham khảo. À, mình sẽ khuyến mãi cho anh em hai cái. Rồi mã đặt hàng số 8. Mã đặt hàng số 8 đó là một cây kìm tuốt dây điện và bấm cốt cao cấp của hãng Onishi, mã là No150. Thì cái kìm này nó có thể làm được cái gì? Đây anh em thấy cây kìm rất là đẹp. Cái kìm này nó có thể bấm được, tuốt được dây là từ 1.18 đến 22 dây AWG, còn dây bình thường là 0.3, 0.5, 0.75. Còn nếu mà anh em dùng để bấm code đó thì nó bấm được code AWG 22 20. Còn code in là 0.5 và 0.3 mm². Cái kem này rất là đẹp, rất là nhỏ gọn và sử dụng cực kỳ sướng luôn. À, anh em xem. Nó ngoài ra là nó có như hai chức năng thôi. À, có chức năng cắt nữa nha anh em. Nó có chức năng cắt nha nè. Phía trên này anh em dùng để cắt được nè. Phía trên đầu mỏ nhọn đó. Hàng này là hàng sản xuất tại Nhật Bản nha. Cái này là chỉ có một mình có thôi. Hàng này là mình nhập riêng, Made in Japan. À, hàng này là anh em coi cho thị trường đảm bảo em không có ai bán hết. Mã đó hàng là mã số 8. Anh em là làm thợ điện thì chắc chắn là anh em sẽ biết những cây kìm này nó có công dụng như thế nào rồi. Mã đó hàng mã số 8, điện điện tử đó. Đó, giảm ba giá cho anh em 4 cái luôn. À, tha hồ mua. Rồi mã đó hàng số 9. Mã đó hàng số 9. Đó là cái kèm SB1A. Cái kèm này là cái kèm chuyên tuốt dây. Anh em coi, nó chuyên tuốt dây luôn, cực kỳ đẹp. Đó, 18, 20, 22, 24, 26, 28 và 30.
0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 0.95, 1.15 và 1.45. Và đặc biệt nó có khả năng cắt cực kỳ tốt. Anh em thấy cái phần cắt cực kỳ bén luôn nè. À, cắt kịch luôn á, cắt rất là bén. Đó, ngon chưa? Cái này không có bấm. Nếu mà cái cây hồi nãy với cây này mà kết hợp với nhau thì quá tuyệt vời hết anh em. Đó. Cái này cái giải tuốt nó rất là cao và tuốt rất là bén. Anh em đưa vô anh em tuốt rẹt luôn. Đó, giảm giá sâu cho anh em luôn. 4 cái. Rồi, mã đặt hàng số 10. Mã đặt hàng số 10 là cái gì? Mã đặt hàng số 10 đó là một cái con dao điêu khắc của hãng Alpha. Alpha là hãng dao rộng giấy cực kỳ nổi tiếng bên Nhật ha. Đó, nó sử dụng cái lưỡi dao này nè. Ở bên trong của nó thì nó sẽ tặng cho mình sẵn một nùi rồi. Mấy cái đó, 6 cái hay nhiêu đó? 6 cái, 25 cái chứ. Đây nó ghi 25X nè, mình chẳng biết phải là 25 cái không nữa. Đó, một nùi ở trong đây mà không mở ra coi được nên là không biết là bao nhiêu cái. Mã là AK11. Bộ này giá 167.000 ha. 167.000. Đó, giảm giá 4 cái cho anh em luôn. Rồi, mã đặt hàng số 11. Đó là con dao rọc giấy luôn, mini. Dao này dòng mini chuyên như rọc giấy là giá 157.000 của Alpha. Anh thấy con rọc giấy mắc không? Nhưng mà hàng này là hàng cao cấp. Một con dao rọc giấy xịn anh em xài nó rất là khác so với một con dao rọc giấy bình thường nha. Anh em cứ thử đi anh em biết. À, mã đặt hàng số 11 á, giảm giá thử giá sâu luôn cho anh em thử nghiệm. À. Rồi, mã đặt hàng số 12. Đây là một con dao chuyên dùng để rọc cáp. Rọc dây điện á. À, mã số đặt hàng 12. Anh em thấy là một là rọc cáp, hai là rọc phơm alu. Đây mọi người thấy nó có cái minh họa hướng dẫn nè. Nó rọc phơm alu. Nó chuyên dụng lắm, cái lưỡi dao nó khác người ta, cái lưỡi dao nó mập mậu vô như này nè. Lưỡi dao mình có bán sẵn nên em yên tâm, không phải lo ha. Không phải lo không có lưỡi dao, có lưỡi dao thay thế luôn. À, cái này đó ok, giảm giá sâu luôn cho anh em luôn. Thử nghiệm mua về xài thử ha, 162.000. Chưa giảm nha. Rồi, mã đặt hàng số 13. Đó là con dao rọc giấy. Nó sử dụng cái lưỡi hai đầu như thế này. Con dao này là dao hạng nặng nè, anh em dùng để rọc những cái nặng nặng nè. Con dao này nó phải có thể sử dụng được cái lưỡi hai đầu này hoặc là những cái lưỡi dạng như thế này. Anh em xem đó, nó có sẵn cái lưỡi, anh em coi đó. Đó, lưỡi này ở đây mình cũng có bán luôn nên là anh em cũng không phải lo vấn đề là mua xong không có lưỡi xài. Đó, mã số hàng 13. À, 4 cái. Mã số hàng 14. 14 ha. Đây, con này là con dao rọc giấy hai đầu. Con dao rọc cáp, hoặc là rọc phơm hai đầu. Hồi nãy đó là cái con hồi nãy mình giới thiệu là một đầu thôi. Một dao nó có một đầu thôi, con dao này hai đầu nha anh em. Hai đầu. À, chúng ta đổi đầu chúng ta xài. Nên đồng này nó mắc tiền hơn, 209.000 lận. 209.000 mà được giảm 10% luôn ha. Tranh thủ mua nha anh em. 209.000, anh em nào đang làm trong ngành phơm alu quảng cáo thì mua những cái này thì rất là tuyệt vời. Rồi, mã số đặt hàng 15. Đó là con dao rọc giấy lớn. Dao này dao lớn và cái lưỡi có thể bẻ được nha. Cái lưỡi này ở đây thì cũng có bán luôn. Lưỡi này là lưỡi 25mm. Tức là cái chiều ngang của nó là 25mm, chiều dài là 106mm. Nó có thể dùng được cái lưỡi 106 đến 126mm. Đó. Ngoài ra nó có thể gắn được cái lưỡi cưa luôn, anh em xem. Cái cuối cùng là cái lưỡi cưa, còn hai trên là hai lưỡi dao màu đen và màu trắng. Thì cái lưỡi màu đen thì nó sẽ mắc tiền hơn cái lưỡi màu trắng do nó sẽ bén hơn và nó bền hơn. Cái dao này rất là nặng. À, hàng chất lượng cao. 234.000 một cái dao rọc giấy thì anh em hãy tưởng tượng được rồi đó. 234.000 một cái dao rọc giấy. Thường thì anh em sẽ ít bao giờ mà thấy được cái dao rọc giấy mà mắc tiền như thế này lắm. À, 4 cái. Rồi, bây giờ là lưỡi dao nè, mình sẽ có những cái lưỡi dao gì ở đây. Đây là cái lưỡi dao mà đâu bền nó gấp 10 lần một cái dao không lưỡi dao thông thường. Trong một cái bộ này là cái lưỡi này là lưỡi 9mm. 9mm cũng rất là phổ thông mà anh em hay xài ha. Cái này nó cái hộp nó được thiết kế là chúng ta thể dùng bẻ lưỡi dao luôn nha anh em để ý nha. Những cái đồ của Nhật nó thiết kế nó đều có mục đích của nó hết trơn hết đó. Đó, cái bộ này á là 74.000. 10 cái trong này. 10 cái 74.000, tính ra 7.400 đồng một cái. Và anh em bẻ được, mã số đặt hàng là mã số 16. Rồi, mã số đặt hàng 17. Đó là cái lưỡi dao luôn, cái hộp lưỡi dao này lưỡi nhỏ nè. Cái lưỡi nhỏ này là lưỡi 12mm, 12.5mm. Một bộ như vậy là cũng 10 cái ha. 110.000 một cái. Ồ, một bộ như thế này. Mã đặt hàng là mã số 17.
Rồi, mã số đặt hàng 18, đó là một cái cục đá mài dành cho anh em sử dụng cái máy bắt vít hoặc là máy khoan. Cái máy mài này độ mịn của nó là 46, kích thước là 38mm, tức nghĩa là cái chiều này là 38mm là chiều ngang nè. Anh em dùng cái chuẩn chui dài cho lục giác hoặc là máy khoan đều có thể sử dụng được. À, dùng để mài tốc độ tối đa của nó là 5.000 vòng trên một phút. Lưu ý đừng có mạnh quá thì nó sẽ bể đá đó ha. Cái này thì mã số là mã số 10 22 21 22 21 20 19 18. À, 18. Rồi, mã số đặt hàng 19. 19 là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Mình nghĩ anh em nhìn vô anh em sẽ thấy cái này có gì đâu mà mua. Nhưng mà khi mà anh em cần thì anh em sẽ thấy nó tiện lợi vô cùng. Đây là một cái sợi dây dùng để chúng ta treo búa, kìm, kéo khi mà chúng ta leo trên cao, trọng lượng tối đa là 2kg. Khi mà anh em leo cao á, anh em sợ bị rớt đồ, rô đầu người khác thì anh em sẽ mua cái sợi dây này chúng ta kẹp. Anh em sẽ thấy một số công cụ nó có cái lỗ như thế này, thì người ta sẽ dùng cái này, người ta quấn vô như thế này. À, người ta quấn như thế này. Sau đó là sao nữa? Cái đầu này á là mình sẽ gắn vô cái phía trên của mình. Đây, anh em coi, chẳng hạn như đây mình có cái sản phẩm gì mình móc vô. Còn ở đây mình sẽ kẹp lên phía trên. Ở phía trên anh em sẽ có cái móc. Anh em thấy có cái móc không? À, em móc vô cái móc đó. Thì cái sợi này á nhìn nó mỏng manh, anh em nói ôi cái này lấy cái gì chẳng cột được. Không phải nha. Nếu anh em lấy một cái sợi dây khác, liệu nó có chịu được 2 kg hay không và nó có được thiết kế như thế này hay không? Cái này người ta làm sẵn cho mình rồi. Mình mua về mình xài thôi, nó cũng đạt chuẩn an toàn rồi, người ta cũng đã tính toán cho chúng ta rồi ha. Cái sợi dây này nó rất là dai chứ không phải giống như mấy cái sợi dây ni lông bình thường của chúng ta đâu. À, anh em làm không khéo nó rớt vào đầu người khác là chết luôn á. Nó là giá nó cũng không có mắc, chỉ có 97.000 thôi anh em. 97.000 thôi. Đó. 97.000 thôi. Đó, ok. Mã số đặt hàng là mã số 19 ha. 19. Ok, giảm giá sâu cho anh em luôn. 4 cái ha. Mã số đặt hàng 20. Đó là một cái cây lục giác rời của hãng Wise. Wise là một cái hãng cao cấp của Nhật. À, hàng này là hàng cao cấp nha anh em nên nó hơi mắc tiền một chút. Cái cây này á, là cái cây lục giác 5 ly. À, bình thường thôi, không có đầu bi, không có gì hết, 5 ly. Cái này giá của nó 92.000, mã số đặt hàng là mã số 20. À, số lượng là 4 cái. Rồi, mã số đặt hàng 21 là cái cây lục giác luôn, của Wise luôn, nhưng mà là 4 ly. À, 4 ly, mã số đặt hàng là 21. Những cái dòng này á, là nó có thể nối được với những cái cần để nó tăng cái lực khi mà chúng ta sử dụng. À, của hãng Wise. Mã số đặt hàng 22, số cuối cùng. À, cái này mới hiếm nè. Đó là cái cây lục giác 2.5. Thì cái này anh em phải sử dụng những dòng cao cấp xịn như thế này anh em vặn nó mới không có bị tòe đâu. À, và giá của cái bộ này thì nó là 23.000 một cái. 23.000 rẻ quá, 23.000 ha. Và anh em được giảm giá tới 10% nữa và số lượng là 4 cái. Ok, đó là 22 sản phẩm trong ngày hôm nay. Thì anh em thấy hai sản phẩm này là hai sản phẩm rất là đáng mua. Và nếu chúng ta đang có nhu cầu mua sản phẩm này thì chúng ta nhanh chóng mua, tại vì cái cơ hội được giảm giá nó chỉ có trong chương trình flash sale này thôi. Chỉ có trong chương trình flash sale này nó mới được giảm giá như vậy. À, và chúng ta tranh thủ chúng ta mua hàng để chúng ta được hưởng cái chương trình này. Nhớ chia sẻ video này bằng cách là anh em có cái nút chia sẻ bên dưới cái màn hình livestream đó, anh em chia sẻ cho mọi người xem. Và nhớ anh em lần đầu tiên coi cái kênh của mình, hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những cái video mới nhất. Ok. Địa chỉ cửa hàng mình là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0287 300 7368. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 22 giờ, thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật là 9 giờ sáng đến 18 giờ. Website mua hàng là storelamoc.vn. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Copy mấy kia qua đi.